Rất nhiều người có hỏi rằng là bác sĩ ơi, mẹ em ngoài 50 có niềng không? Thì tôi vẫn trả lời rằng là vẫn niềng được, bởi vì khi mà chúng ta cứ có cái lực thì răng nó dịch chuyển. Tuy nhiên thì càng lớn tuổi thì có hai vấn đề. Một là cái độ đậm đặc của xương, xương nó được côn hóa rất là chắc đặc rồi, và cái quá trình di chuyển răng là một cái quá trình tiêu xương và hủy xương và bồi xương và hủy xương. Thì thứ nhất là các cái vị cốt bào nó hủy xương thì răng nó di chuyển được, mà xương rất là cứng rồi thì các cái vị cốt bào làm việc rất là mệt và rất là chậm, và cái quá trình mà lành thương tức là cái quá trình mà bồi xương ấy cũng chậm, bởi vì là tuổi càng cao thì cái quá trình lành thương càng chậm. Đấy, và chính vì vậy mà nó sẽ chậm hơn là chuyện bình thường. Tức là gì? Càng cao tuổi thì quá trình dịch chuyển răng càng chậm, tuy nhiên thì vẫn có thể làm được chứ không phải là không làm được. Và một cái điều vấn đề nữa rằng là ở cái lứa tuổi mà đang tăng trưởng ấy, tôi vẫn nói, tôi vẫn khuyến khích là nhân răng ở cho các cháu ở giai đoạn tăng trưởng, bởi vì chúng ta có thể tác động lên cái nền xương, làm cho ví dụ như mà hô bị móm thì chúng ta sẽ tác động lên cái sự tăng trưởng của xương và làm cho cái khuôn mặt nó thay đổi rất là ngoạn mục. Thế còn lại khi mà đã hết tuổi tăng trưởng rồi ấy, ví dụ như 30, 40, 50 thì lúc đấy chúng ta chỉ nghiền răng thôi, mà chúng ta ít có thể can thiệp làm thay đổi khuôn mặt được. Và chính vì vậy mà chúng ta phải nghiền răng sớm, nhất là trong giai đoạn hiện nay thì khi mà sự phát triển về công nghệ rồi về kinh tế cũng như là về nha khoa, thì các bậc phụ huynh và cha mẹ hãy cho đứa con của mình đến các trung tâm để tư vấn và khám nghiền răng sớm nhất có thể. Thế còn lại thì các khách hàng của bệnh nhân mà ngoài 30 tuổi vẫn muốn nghiền răng để cải thiện những nụ cười của mình thì vẫn có thể làm được. Và cái quan trọng nhất là cái phác đồ điều trị và cái lực sinh lý thì không có gì là không thể. Và xin chào, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái chuỗi series của chúng tôi. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ cái video của tôi được rộng rãi cộng đồng. Và hãy nhớ nhấn xuống cái chuông đăng ký subscribe để là người đầu tiên theo dõi video của tôi.